Đi đã gần giám dầm đó, có những người mình gặp họ cách đây khoảng nửa vòng, bây giờ họ lại gặp mình ở bên này. Đám cưới là tổ chức ở nơi đây này, đang tổ chức ngày trưa, tổ chức ngoài trời, tiệc ở ta nói là cái đây. Ok mọi người nha, là mình đi đã đúng một vòng hồ đấy, nhưng dĩ nhiên thời gian thì người ta nói một giờ chứ chắc mình đi lâu hơn, vì khi mình vừa đi mình vừa chụp hình đó, rồi mà chuẩn bị quay lên cao mọi người. Xe ấy, hình như là metro town ấy.